Quý khán giả đang trở lại với phần tin Hoa Kỳ của đài truyền hình ABC. Và tin tức đã cho hay video đã cho thấy khoảnh khắc cảnh sát bắt giữ nghi phạm nổ súng ở tiểu bang Florida. Cảnh quay bằng bodycam từ một sĩ quan cảnh sát ở quận Cam, Florida được ghi lại vào hôm thứ Tư khi bắt giữ Chris Melvin Mose, người bị nghi ngờ của vụ nổ súng gần đây ở tiểu bang Florida. Nhà chức trách đã cho biết một tay súng đã nổ súng vào hai nhà báo truyền hình đưa tin về một vụ giết người gần Orlando, Florida hôm thứ Tư, giết chết một người và làm bị thương người kia trước khi bắn chết một bé gái 9 tuổi và làm bị thương mẹ của cô bé ở một ngôi nhà ở gần đó. John Mina, cảnh sát trưởng của quận Cam đã cho biết, một nghi phạm được xác định là Chris Melvin Mose, 19 tuổi, đã bị bắt ngay sau khi tấn công nhóm tin tức truyền hình và hai mẹ con cách nhau khoảng một dãy nhà ở vùng ngoại ô Orlando ở Pine Hills. Ông Mina nói, Mose đã bị giam giữ với tư cách là nghi phạm trong cả hai vụ tấn công trên và chính thức bị buộc tội giết Nataka Augustine, 38 tuổi, vài giờ trước đó. Một vụ nổ súng mà hai phóng viên bị bắn khi họ đang đưa tin. Cảnh sát trưởng đã mô tả hai nhà báo là phóng viên và nhiếp ảnh gia cho đài truyền hình cáp Florida Spectrum News thuộc sở hữu của Charter Communication. Ông Mina cũng cho biết nghi phạm được trang bị một khẩu súng lục khi bị bắt giữ và có một hồ sơ tội phạm dài bao gồm các vụ bắt giữ về tội sử dụng súng trầm trọng hơn, tấn công bằng vũ khí chết người và tội trộm cắp có chủ ý. Một bản tin khác tại Ohio cho hay, ngành công nghiệp đường sắt bị chỉ trích sau vụ lật bánh tàu lửa ở Ohio. Liên đoàn lao động đường sắt lâu đời nhất và lớn thứ hai ở Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 2 đã cáo buộc các hãng vận tải đường sắt lớn của quốc gia hoạt động với đội ngũ hạn chế và chiều dài đoàn tàu dài hơn sau vụ trật bánh tàu lửa vào ngày 3 tháng 2 của Norfolk Southern Corp đã làm đổ chất độc hóa học ở East Palestine, Ohio. Mark Wallace, phó chủ tịch của Brotherhood of Locomotive Engineers và Trainmen, đã chỉ trích chiến lược đường sắt theo lịch trình chính xác của ngành sử dụng các đoàn tàu dài hơn và ít nhân viên hơn trong nỗ lực cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả. Wallace cũng cho biết, công đoàn của ông đang làm việc với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, gọi tắt là NTSB, để điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ trật bánh của Norfolk Southern, một trong 7 tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa cấp 1 ở Hoa Kỳ. Sau khi công bố báo cáo sơ bộ vào hôm thứ Năm, chủ tịch của NTSB, bà Jennifer Homendy đã cho biết vụ tai nạn có thể tránh được nếu hệ thống báo động của công ty đường sắt đưa ra cảnh báo sớm hơn cho các kỹ sư rằng các ổ trục đang quá nóng. Trong khi nhấn mạnh báo cáo cuối cùng về vụ trật bánh có thể phải mất 18 tháng nữa, ông Homendy cho biết NTSB có thể khuyến nghị các công ty đường sắt hạ thấp ngưỡng nhiệt độ có thể gây ra cảnh báo về các ổ trục quá nóng. Và quay sang tin tức thời tiết. Thưa quý vị, mưa tuyết đã xuất hiện tại tiểu bang California. Một cơn bão mùa đông đang tạo ra thời tiết bất thường ở tiểu bang California, nơi phần lớn tiểu bang được cảnh báo gió mạnh và bão mùa đông. Những trận mưa tuyết hiếm gặp đã được nhìn thấy ở khu vực vịnh San Francisco vào thứ Năm, trong khi các cơn bão tuyết được dự đoán sẽ xảy ra ở những nơi có độ cao lớn, ngay cả ở khu vực Los Angeles, thường có khu vực khí hậu ôn hòa. Đến thứ Bảy, tuyết có thể dày tới 8 feet tương đương 2.4 mét trên núi Boddy, cách Los Angeles khoảng 72 km về phía đông trong dãy núi San Gabriel. Thời tiết xấu ở Golden State xảy ra khi cơn bão mùa đông đổ bộ vào đồng bằng phía Bắc và Thượng Trung Tây vào thứ Năm đã giết chết một lính cứu hỏa, khiến hơn 900.000 người mất điện và hủy bỏ hoặc trì hoãn hàng nghìn chuyến bay. Một vùng rộng lớn của miền Bắc Hoa Kỳ, từ tiểu bang Washington đến New England, vẫn ở trong tình trạng được khuyến cáo về thời tiết mùa đông, với một lớp tuyết dày 18 inch, tương đương 46 cm. Sức gió lên tới 50 dặm một giờ, tương đương 80 km một giờ, và gió lạnh tương đương với âm độ 40. Dịch vụ thời tiết quốc gia đã cho biết, nhiệt độ có thể giảm xuống độ F, tức là âm 40 độ C, trong suốt cả ngày. Khoảng 900.000 ngôi nhà và doanh nghiệp
cũng đã bị mất điện trong trận bão này. Một bản tin khác cho hay, các gia đình chơi trong tuyết khi tuyết rơi hiếm hoi tấn công California. Một cơn bão mùa đông đang tạo ra thời tiết bất thường ở California, nơi phần lớn tiểu bang được cảnh báo gió mạnh và bão mùa đông. Những trận mưa tuyết hiếm gặp đã được nhìn thấy ở khu vực San Francisco Bay Area vào hôm thứ Năm, trong khi các điều kiện bão tuyết được dự đoán sẽ xảy ra ở những nơi có độ cao lớn, ngay cả ở khu vực Los Angeles thường có khí hậu ôn hòa. Vào thứ Bảy, tuyết có thể dày tới 8 feet trên núi Baldy, cách Los Angeles khoảng 72 km về phía đông trong dãy núi San Gabriel. Thời tiết xấu ở Golden State xảy ra khi một cơn bão mùa đông quái vật khác của Hoa Kỳ đổ bộ vào Northern Plains và Upper Midwest vào hôm thứ Năm, đã khiến một người lính cứu hỏa tử vong và làm hơn 900 người bị mất điện và hủy bỏ hoặc trì hoãn hàng ngàn chuyến bay. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, một vùng rộng lớn của miền Bắc Hoa Kỳ từ tiểu bang Washington đến New England vẫn nằm trong tình trạng khuyến cáo thời tiết mùa đông với tuyết dày thêm 18 inch, sức gió lên tới 50 dặm một giờ và gió lạnh tương đương với âm 40 độ F trong suốt cả ngày. Khoảng 900.000 ngôi nhà và doanh nghiệp bị mất điện. Đồng thời, các khu vực của Ohio Valley và miền Nam có thể có nhiệt độ cao gần phá vỡ kỷ lục, bắt đầu từ hôm thứ Năm và kéo dài đến cuối tuần. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán nhiệt độ sẽ đạt 88 F ở Jacksonville, Florida vào hôm Chủ nhật. Và một bản tin cập nhật đã cho biết là Hoa Kỳ cung cấp 7 triệu Mỹ Kim giúp cho Ukraine để bảo vệ các di sản văn hóa. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hôm ngày 23 tháng 2 đã thông báo sẽ cung cấp 7 triệu Mỹ Kim giúp cho Ukraine để bảo vệ các di sản văn hóa của nước này. Khoản tiền này thuộc sáng kiến của Hoa Kỳ nhằm bảo tồn và bảo vệ các di sản văn hóa của Ukraine. Sáng kiến sẽ ưu tiên các khu vực và bộ sưu tập di sản văn hóa bị hư hại do cuộc chiến ở Ukraine và sẽ hỗ trợ các hoạt động bao gồm văn bản các di sản bị hư hại, bảo vệ các di sản khỏi bị đánh cắp, phát triển các kế hoạch bảo tồn và trùng tu và cũng như đào tạo chuyên ngành. Hoa Kỳ cũng đã có hơn 20 năm tham gia các lĩnh vực bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa, cùng với sự phối hợp của chính phủ Ukraine thông qua Quỹ Bảo tồn Văn hóa Đại sứ Hoa Kỳ. Quý vị khán giả vừa theo dõi những bản tin chi tiết trong phần tin Thế giới và Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin được lượt qua một số điểm tin chính trong phần tin Á Châu Việt Nam và sau đó sẽ gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Bé gái Campuchia chết vì cúm gia cầm nhiễm H5N1 đầu tiên ở người kể từ năm 2014. Trung Quốc nói không biết về việc Nga muốn mua máy bay không người lái của công ty Trung Quốc. Úc hứa cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine nhân dịp kỷ niệm một năm chiến tranh. Đại sứ Ukraine nói chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa và công lý. Các nhà lập pháp Nam Hàn trình dự luật tìm công lý cho nạn nhân Việt Nam trong chiến tranh.